Có ai ăn hướng Dương Giang không? Lần đầu thu hoạch hướng Dương ở Chi Minh, khi mà cây nó già và bị héo đi thì mình có thể tiến hành thu hoạch. Dưới cái lớp hoa đài hoa này là những hạt đen đen, chính là hạt hướng Dương này. Mọi người biết tại sao ở đây nó nhiều lỗ này không? Chuột đấy. Con chuột rất thích ăn hướng Dương. Hàng đêm nó ra nó nhặt hết. Đây, có mấy bông này. Nó chọn những bông to nhất, mẩy nhất nó ăn. Sao nó lại khôn hết được? Hôm trước thì mình thử thu hoạch mấy bông về nhà để đêm qua ở nhà nó thôi, nó cũng sơi. Bông khổng lồ, rất nhiều hạt, chưa bao giờ mình thấy nhiều hạt hướng Dương này. Hướng Dương là một loại rất mẩy mà nó đều ấy, có nghĩa là trên một bông hoa này hầu hết là những hạt mẩy, giống hệt một tổ ong, không không? Đài bông hoa hướng Dương này đúng 20 cm, quá to nếu mà chăm tốt. Ở đây thì những bông nhỏ hơn, nhưng mà ta gì vị trí nó được trồng nó không được tốt lắm, nhưng nếu mà trồng năm mùa tới thì mình sẽ trồng chọn đất tốt hơn. Nhìn nào, mọi người nhìn nào, ngon không? Trời, to, nó giống hệt một tổ ong. Thôi được rồi, để mình sẽ lấy hạt nó ra rồi phơi lên đã, trước khi nghĩ chuyện ăn uống đã. Mình khác gì chuột đâu nhỉ?